Ở trong à? Chưa 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 vẫn còn cá đấy. Ra rồi, ra rồi, ra rồi, còn cá mà. Ra rồi. Số của nó không ấy được, nó vẫn cứ. Chép chép chép. Hồ đèo lai nhá, chủ hồ tự chủ hồ tự ấy răng mình kìa. Ui, ui con chép ngon thế. Chết to. Đấy đấy đấy. Bác ấy đâu, bác lấy vào đi. Khỏe thế nhỉ con này nhỉ. Khỏe. Con này to. Ui con này to. Chứa đứng đứng đứng. Ơ kìa. Rồi. Ô con này to. Con này rồi. Bằng con này. Bằng con đầu tiên. Ừ, bằng con đầu tiên. 2 cân 6 phải không? 2 cân 6. Nó lỏ mõm hết mà. Đây. Chỗ này gắp được 4 con này nhá cả nhà ơi. 4 con. Chàng Quỳnh lâu lâu mới đi câu. Chàng Quỳnh nhá, lâu lâu mới đi câu. Đây là chàng Quỳnh nhà. Chủ yếu là thuê chủ hồ đến để lấy cá thôi nha. Còn cụ này già rồi, mắt kém rồi. Không nhìn thấy đường. Mất pháo lúc nào không biết. Cụ này già rồi. Đấy. Trời khá là lạnh người, nhìn thấy chủ hồ bắt đầu mặc áo gió trên bờ rồi này. Hồ, hồ nước đẹp. Nước đẹp quá, ổ này, ổ câu hướng lên bên trên nhá này. Hướng lên bên đèo. Ở đây hồ rộng. Đấy. Được chưa? Một hồ nước đầy. Đúng giờ cá về thì ông Tín đi về nhá. Cụ Tín cũng vừa ở đây đi kìa, còn bên kia một cụ kia kìa. Một cụ ngồi lé lé bên cái đập kia có cái ô kìa. Lát nữa mình sang review cho các bạn xem nhá, cá ông táo cũng phải lên bờ. Ông táo phải lên bờ. Không, qua đi. Cái cần này bây giờ hụt có cần chắc tay năng to anh Quỳnh ạ. Đấy, cỡ kìa. Đây ông táo cũng phải lên bờ đấy, cụ táo nằm trong cái túi đỏ này. Đây các cụ nhìn này, cụ táo này. Đấy, cụ táo to ơi trời. Cụ táo phải lên bờ đấy, đây đây. Ôi giời. Đây hồ rất đẹp. Bắt đầu sóng trở lại rồi. 4 giờ bắt đầu đổ sóng kìa, hai cụ kia kìa. Rồi, kết thúc tại nhà mọi người nhá.